vấn đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi mang tính chất là liệt kê và các bạn phải đưa ra 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút là 60 triệu sẽ thuộc về các bạn. Quá đơn giản, thấy không? Harry nói chuyện như đúng rồi. Dễ anh. 60 triệu luôn anh hả? Đúng, 60 triệu luôn, cộng thêm một voucher nữa. Cố lên mấy đứa. Các bạn thân mến, luật chơi như sau, sau khi Trường Giang đọc câu hỏi xong, các bạn sẽ có thời gian là 60 giây kể ra 20 đáp án. Nếu đúng 20 đáp án đó thì các bạn sẽ được tiền thưởng. Bắt đầu thì Jakey sẽ là người đưa ra đáp án đầu tiên bằng việc bước một chân lên và chạm tay vào cái cột. Sau khi đưa ra đáp án của mình, lui lại cho người tiếp theo lần lượt như vậy, mỗi người một đáp án cho mỗi lượt. Và dĩ nhiên người kia không biết, người kế bên có quyền nhắc nhưng không được giành lượt trả lời. À. Và sau đây là câu hỏi của chương trình. Hãy kể tên 20 loại ốc có thể chế biến món ăn. Bắt đầu. Ốc hương. Một. Đỏ. Hay. Ốc cà na. Chính xác. Ốc tỏi. Chính xác. Ốc mưu. Chính xác. Ốc len. Ốc len. Chính xác. Nhẹ dễ lắm, nhiều lắm. Ốc út. Chính xác. Ốc ngựa. Chính xác. Ốc giác. Ốc giác. Ốc giác. Chính xác. Ốc móng tay. Chính xác. Ốc cà na. Cà na rồi. Nhanh. Ốc mai. Chính xác. Ốc hoàng hậu. Chính xác. Ốc đỏ. Ốc đỏ rồi. Ốc đỏ rồi. Nhắc đi mọi người. Ốc mơ ước. Chính xác. Ốc giác rồi đúng không ta? Ốc đẹp. Ốc đẹp đó gì? Điểm cho đi anh nha. Ốc gì nữa? Ốc vít. Ốc đá. Trời ơi, còn quá trời ốc luôn. Cô hay ăn ốc lắm mà ta, sao giờ không nhớ ra. Như vậy là sau 60 giây các bạn mang về được tất cả là 13 đáp án chính xác.